cháo sánh dẻo, thơm lừng mùi bắp nếp non và mùi nước cốt dừa. Thịt cá tươi, ngọt mềm, nước cháo có vị ngọt thanh của bắp, nấm, cà rốt, quyện với chút béo thơm của nước cốt dừa, đầy bổ dưỡng, ngon khó cưỡng. Vui được gặp lại các bạn khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Minh Tuấn. Giờ hôm nay mình nấu món gì đây? Ngày hôm nay thì Phước Hưng sẽ chiêu đãi cho Minh Tuấn một cái món cháo cũng rất là thanh mát luôn nha. Có một cái sự kết hợp rất là lạ luôn nhưng mà rất là ngon. Đó chính là cá lóc nè với một ít nước cốt dừa. Món ăn này của Hưng làm cho Tuấn nhớ lại, thực ra là Tuấn cũng là người miền Tây, Tây Nam Bộ. Thì ở dưới người ta hay nấu những cái món như bánh bò đi. Người ta làm nước cốt dừa thì người ta sẽ cho một chút muối vào và người ta cho hành vô nữa. Đó thì nó có thể lạ lẫm với chúng ta nhưng mà mình thử đi, nó cũng ra một cái trải nghiệm ẩm thực rất là khác. Và ngày hôm nay Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho Minh Tuấn cũng như là các bạn một món ăn, đó chính là món cháo cá nấu bắp nếp. Và cũng theo lời của chuyên gia dinh dưỡng thì món ăn ngày hôm nay hỗ trợ hệ tiêu hóa của chúng ta rất là tốt luôn. Tiếp theo Phước Hưng sẽ nấu cháo. Phước Hưng sẽ sử dụng một con cá lóc, phần đầu và phần xương. Phước Hưng sẽ nấu nước dùng. Và trong quá trình nấu nước dùng thì Hưng sẽ cho củ hành tím nướng nè và rễ ngò vào cho thơm. Phần phi lê cá lóc cho hết vào tô để chúng ta ướp cá. Hưng sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, một muỗng canh hầm phi chúng ta sẽ bóp nhuyễn. Phước Hưng sẽ trộn đều lên cho phần phi lê cá được thấm vị. Chúng ta dùng ở đây là thịt cá lóc để mà nấu ăn. Thì thịt cá thì thường thường nó rất là lành tính. Bên cạnh việc bổ sung đạm rất ít calo thì lại còn bổ sung thêm cả omega 3 nữa. Phần nước dùng cá cũng đã sôi tim lên rồi. Minh Tuấn cho vào 100g gạo dẻo. Hưng sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh đầu hành lá băm. Đầu hành cũng đã thơm rồi, Hưng sẽ cho cá vào. Thơm quá Hưng ơi. Chúng ta chỉ xào cho cá săn lại thôi. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho cá ra. Nấu cháo nhớ khuấy không là nó bị khét đáy nồi nha. Tiếp tục thì Hưng sẽ cho phần cà rốt mà mình cắt hạt lựu vào nè. Và phần bắp nếp Hưng sẽ cho vào. Chúng ta sẽ chọn bắp sữa còn tươi mới, cuốn lá còn xanh là bắp ngon. Phần bắp cũng như là cà rốt ở trong món ăn này sẽ đảm bảo cho việc là cung cấp chất xơ, làm cho hệ tiêu hóa của chúng ta có thể tiêu hóa thức ăn một cách tốt hơn. Tiếp theo Hương sẽ cho vào nấm rơm. Đối với là nấm rơm thì Tuấn thấy là mình sơ chế thì người ta hay ngâm với lại cái nước vo gạo hơn. Đúng rồi. Thì nó làm cho nấm rơm nó bớt nhớt đi. Cho một chút muối nữa thì mình làm sạch nấm sẽ tốt hơn. Hương sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo. Tiếp theo Hưng sẽ cho phần cá mà mình đã xào vào. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Chúng ta sử dụng dừa nạo và chúng ta sử dụng 200g và vắt lấy nước cốt. Ở đây Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ Hưng sẽ cho vào. Chúng ta cho nước cốt dừa vào để giúp cho món ăn tăng độ béo và thơm ngon hơn. Phước Hưng sẽ khuấy đều lên. Tự nhiên khúc này nhớ quê hương quá. Đúng rồi. Giống như là bánh canh bột sắt mà có nước cốt dừa. Đúng rồi, đó. Và cuối cùng Hưng sẽ cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Và món ăn này ngay bây giờ trên màn hình có một mã QR để các bạn có thể quét mã. Và chúng ta sẽ có công thức để thực hiện và trải nghiệm ngay tại nhà. Cùng thử xem món ăn ngày hôm nay có hấp dẫn không ha. Bây giờ Hưng sẽ múc cháo ra. Thơm quá nè. Hưng sẽ cho lên đây một ít hành. Mùi nước cốt dừa rất là thơm luôn. Rất là thơm. Mình sẽ cho một cái muỗng cháo nóng hổi. Ở trên là có một miếng cá lóc. Rất thơm mùi nước dừa nè. Vị thì ngọt thanh. Mình cắn trúng miếng cá một cái. Cái đầu cá dai dai, ngọt thịt. Ăn kèm với nấm rất là thơm và rất là lạ miệng luôn. Nhìn có vẻ thì nó hơi lạ lạ một chút xíu, nhưng mà mọi người hãy thử đi. Chắc chắn đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là khác biệt luôn. Và để đạt được hiệu quả dinh dưỡng thì các bạn có thể tham khảo món ăn này và cùng với bản thực đơn sau đây. Các bạn hãy thử món cháo cá được truyền cảm hứng bởi một món ăn mang tính đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ để xem là hương vị của món ăn này như thế nào nhé.
công thức sẽ có trên YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. À mà cho Minh Tuấn nói là một lần nữa, chúng ta có website mới, mọi người hãy truy cập vào mongonmoingay.com để cùng trải nghiệm những tính năng mới của website này nhé. Chúc các bạn thành công với những món ăn của Món Ngon Mỗi Ngày.